Bình thường nó có hai phần, cháu nghiên cứu hai phần, một là bệnh tâm thực, hai là bệnh phần mờ. Tâm thực là mình cái bệnh mình nhìn thấy được, đi khám được, chữa được. Nhưng mà phần mờ là bệnh do cái nhà mình sinh ra, thì mình đi chữa nó cũng không hết, cứ về nhà nó lại có. Đấy, cái bệnh đấy là nó do cái khí ở trong nhà mình nó tác động lên những cái bệnh. Cháu chưa đến cái nhà, cháu đến cái nhà cái phòng của cô biết là bệnh gì rồi, cháu bảo luôn với cô là bệnh như thế. Thì tính toán trên góc độ về khí cho bóng đỉnh chứ nó không có gì là gọi là bói toán gì. Tính những cái đường khí nhà cô nó bị như thế thì nó sẽ bệnh như vậy. Không chỉ nhà cô, rất nhiều nhà cũng đúng như thế, bệnh về phong thủy. Nó rất là khoa học. Cái bếp để vô lúc nãy cháu xem cái vị trí đấy đặt thì nó cũng đúng cái, nói chung đúng cái cung. Chúng ta cái nào mà nó giải thì nên nó giải, còn trừ những cái trường hợp mà nó quá xấu thì mình nhiều nhà chúng ta cũng không muốn nó, nhưng có những nhà chúng ta phải bắt buộc chuyển. Bởi vì cháu xem là cái này có những vị trí nó ngủ nó không, tức là không thể hóa giải được, cực kỳ xấu thì nó sẽ phải thay đổi. Bởi vì có những vị trí là như đang nằm đấy chắc chắn nhất cái bệnh này nó cực kỳ bệnh hiểm nghèo, mình biết trước nếu không thay đổi thì đến lúc là rất là khó mà hóa giải, nhưng không tác dụng thì nó đã nặng quá. Cô hình dung là cái này nó gần như là chữa bệnh. Khi mình mới bị bệnh thì mình chữa nó còn dễ, nhưng cái bệnh mà nó lâu rồi thì chữa nó chỉ được phần nào, nhưng làm sao mà được hết. Cô cứ đây cứ thoái hóa, cứ xong rồi sao bây giờ để đến chú ấy. Cứ kiểu như là cứ nằm ở đấy là đi thôi, cứ nằm viện, cứ đi viện lên viện xuống. Nhưng mà cô lại sang cái phòng bên kia thì lại đỡ, thì lại không thấy đấy. Cô lấy chưa, nó lại như thế. Thế thì thải cứ cửa từ phòng bên này thì cô lại bị, nhưng cô sang cái phòng bên kia nhiều hôm mà kiểu như là cô sang bên kia, cô ở cái phòng bên kia lại không bị. Đúng rồi, các vị nhiều trường hợp là cái nhà mới ở thì bị bệnh, nhưng mà về nhà ông bà ở thì không bị bệnh. Đấy, nó lại về do cái nhà này, có kinh nghiệm chính do cái nhà rất là nhiều luôn. Bởi vì cô cũng đã lăn tăn về cái dầm nhà cô rồi. Cái dầm nhà cô rồi cũng đã lăn tăn rồi, bởi vì là cô bảo là cái này thực ra thì mình không có chuyên môn, không có chuyên nghiệp, nhưng mà mình, nhưng mà cô cũng đoán là làm đấy là tại khi luôn không ai làm như thế con ạ. Đấy thì là nghĩa là cái chỗ cô cũng nói này rồi, thế thì cô cũng bảo là cô cũng biết cái dòng này phải thay đổi. Đông Nam là năm sau hướng nhà số, hướng nhà số. Bởi vì cái phong thủy này ấy, nó là tác động bởi ba yếu tố. Thứ nhất là về địa khí, là cái đất, là cái nhà cô đấy gọi là địa khí. Thứ hai là về con người mình là nhân khí. Thứ ba là về thiên khí. Thiên khí thì nó là yếu tố thay đổi theo từng năm. Ví dụ như là năm nay hướng nhà lại có thể tốt, nhưng năm sau nó lại thành xấu. Đấy, thì quan trọng là mình biết là mình hóa giải cái hướng là năm sau là xấu, xấu cái gì. Đấy, năm sau là như hướng nhà này, năm sau là bị tam, người ta gọi là tam sát, là yếu tố thiên khí tác động lên ba hướng nhà đông bắc, đông và đông nam. Thì nhà cô ở đây đang nằm hướng nam thì năm sau cũng tăng, thì mình nên hóa giải trước cho năm sau, tránh những cái vấn đề năm sau nó xảy ra. Thì giờ những cái đấy cháu giúp cô. Mình biết là mình phải hóa giải trước chứ không ai đợi xảy ra rồi mình hóa giải làm cái tác động đấy. Đúng rồi, hóa giải trước. Những cái đấy mà cần đấy thì cháu cũng làm cho giúp cô. Nhà nào để cho nhà nó kiểu như nó yên bình ấy. Năm sau là nhà Tây Bắc là cực kỳ xấu luôn. Năm sau. Và theo từng năm. Tất nhiên là khi mà mình kiểu như là mình cái một cái nhà người ta xấu ấy, khi mà nhiều yếu tố xấu, bên ngoài xấu, bên trong xấu, ngủ xấu, tất cả yếu tố xấu nó cộng lại thì nó sẽ rất là nặng. Và khi mình đã bố trí ổn rồi ấy, thì nó sẽ kéo lại. Có những có một phần xấu nhưng mà hai phần tốt nhé, thì nó sẽ bù trừ, nó kéo lại cái phần đấy để nó tạo thành cái trạng thái cân bằng. Không phải là cái hóa giải này thì là nó là mình phải làm lễ hay là nói chung là các cái phẩm hóa giải thì cháu sẽ khai quang ở nhà. Sau đó sẽ mang đến mà sẽ đặt cho cô. Thực tế là thì cháu đặt ở đúng vị trí thì nó sẽ tốt hơn. Rồi ngoài đất. Thế nên là kiểu như cái bản năng của cô cũng muốn là kiểu như là thì nhiều khi là người ta bảo là hay đeo những cái gì hoặc là mang những
gì vào trong người cho mình thì nó sẽ gặp may mắn hơn, mà nó sẽ giảm đi hoặc là nó sẽ kiểu như thuận lợi nhiều hơn. Đó là cái đấy, nó là cái yếu tố bổ trợ thêm. Đấy, như cháu đã phân tích ban đầu, nếu có cái ví dụ như cô đang kiểu như cái nhà cô đang có vấn đề, thì cho dù cô cứ mang cái vật tốt thì nó đến nó cũng không không thể nào mà bằng cả cái nhà tác động được. Nó là trong cái môi trường nó xấu, thì cho dù mình có cầm cái tốt đến nó nhỏ nó không đáng bao nhiêu, làm sao mà nó có thể ngăn được cái xấu trong cả căn nhà. Đấy, khi cái nhà đã tốt lên rồi thì mình có thể sử dụng, lúc đấy mình sử dụng sau những cái bổ vật bổ trợ để nó tốt hơn nữa. Thì có những cái gì mà cần để ý thì sẽ hàng tới lớp cô nhé. Vâng, cái cô học cái kiểu như này cũng hay có người kiểu nóng tính, kiểu như cái kiềm chế nó không thể cảm xúc mất kiểm soát. Nhìn chung là cháu nói ở đây là chuẩn, không là cái gì là sai. Vâng, tất cả những cái điều cháu nói ra thì đều là cô đều kiểm nghiệm, đều có hết. Vâng, như thế. Vâng, đấy, bây giờ sẽ còn một cái vấn đề là cháu sẽ giúp cô những cái gì mà cần phải để cho nó yên cử yên hàm nữa. Vâng. Hóa giải hoặc là nhất là cái phòng bên kia, em đi học hành nữa. Cho đấy thì kích cung văn xương. Kích cung văn xương. Cái gì mà đấy chắc là không có gì bất dịch đấy. Có thay đổi, nên chặt quá rồi. Thì về cháu sẽ vẽ lại cái nhà cô, xong rồi cháu sẽ phân tích. Xong thì lát nữa cô sẽ cho cháu xin cái của thành viên trong gia đình. Thì cháu sẽ có một cái bản phân tích cụ thể là chỗ này là bị cái gì, mình cần cái gì hóa giải. Có nghĩa là cái hồ sơ cháu làm thì cháu sẽ làm không giống như mọi người khác, mà cháu biết rất nhiều. Trong đấy chứ không phải là mỗi cái Latin áp vào gửi cho chủ nhà nhìn trải nghiệm thôi. Cháu là muốn phân tích ghi là cụ thể là nhà cô ở đây là cái phòng ngủ cần những cái gì hóa giải, đang gặp vấn đề gì, thì cháu sẽ ghi chi tiết như thế. Mỗi lúc cháu đi hàng ra là người ta đọc, nhưng mà quan trọng nhất là chủ nhà đọc người ta hiểu. Còn bảo cứ áp cái Latin lên đọc nhưng mà chẳng có hiểu. Bây giờ cho Latin mà con nhìn làm sao con hiểu. Nhìn nó kiểu huyền bí thôi nhưng mà nó không hiểu. Quá hiểu thế thì quan trọng là bệnh gì mà dùng cái gì để chữa. Đấy là cái nó quan trọng. Thì mẹ cô ở kia thế, mẹ cô bảo đấy chỉ có mỗi xoay mỗi cái giường. Thế mấy cả đi khi ấy thôi mà bà nó làm vào cái ống liền thì xỉu. Ông như năm nào cũng ốm. Vâng. Mà ốm một năm phải vài trận như đấy từ ngày xoay giường mà đến gần năm mình cũng mà chẳng phải năm ngoái là cái năm ngoái nó làm như vậy là cũng vẫn đấy. Vâng. Thì bảo là đấy năm ngoái làm cho thế, xong bắt đầu từ đấy năm ngoái rồi đi như thế là có ốm đâu gì đâu. Ốm đâu bệnh tật gì mà cũng chả thì bảo khỏe. Vâng. Cái vị trí quan trọng lắm. Đấy. Cô cứ nằm đây thì cô ốm mãi, bao giờ nó khỏi nữa. Từ đấy thì cô cũng vậy. Mà nó cứ liên miên thì cô cũng hay ốm liên, cứ liên miên. Liên miên à. Thế cô bảo là chắc chắn là bởi vì cái xương này cứ làm nó không cứ làm là kiểu như là cứ làm thôi. Mà nó cảm tính thôi. Cảm tính thôi. Cứ